chào Bạch Công Khanh, quán quân của cuộc thi Gương Mặt Thân Quen. Chào Phi Linh và xin chào tất cả quý vị khán giả. Không biết Bạch Công Khanh là tên thật của bạn hay là nghệ danh ạ? Câu hỏi này là Khanh nhận được hàng ngàn lần. Bạch Công Khanh là tên thật. Nhiều khi nói với ba nói ba đặt con Công Khanh bởi bây giờ con chưa có làm chủ được. Tại vì Công Khanh thì Khanh lúc nào cũng phải thua chậm. Và chào mừng bạn đến với căn phòng ngược xuôi Showbiz. Nói chuyện một chút để tạo cái không khí thoải mái cho bạn. Chúng ta đang cùng đến với một căn phòng mà nổi tiếng là ở nơi đó thì có rất nhiều những quan điểm tranh luận trái chiều ở hai mặt của một vấn đề. Lần này thì với ba chủ đề của tuần thì Linh xin được chia sẻ với quý vị. Đầu tiên, khoe mọi thứ trên mạng xã hội ngược hay xuôi. Thứ hai là ca sĩ trẻ nên ký hợp đồng với các công ty quản lý. Tại sao lại ôm mặt không biết. Cuối cùng là dựa trên một câu nói của cây viết trẻ Nguyễn Ngọc Thạch. Du lịch ngày Tết, những chuyến đi bỏ mặc người thân, ngược hay là xuôi? Bây giờ thì sẽ là lúc mà Khanh sẽ lựa chọn ra chủ đề nào để chúng ta sẽ cùng nói trong tuần này. Xin mời. Vâng ạ, ca sĩ trẻ nên ký hợp đồng với các công ty quản lý. Chủ đề này giống như đang nói cho Khanh vậy đó. Tại vì Khanh là một ca sĩ đã từng ký hợp đồng với công ty quản lý. À, hay quá. Vậy thì chúng ta sẽ cùng thử xem là với ca sĩ mà đã được đào tạo ở một công ty quản lý thì quan điểm của anh ấy sẽ là gì? Nam tả nửa hữu, bên trái. Xuôi. Xuôi. Có nghĩa là Khanh sẽ đồng ý với cái đúng ý rồi. Này. Thứ nhất là mình phải xác định ca sĩ bây giờ là một cái nghề. Nó không phải là một cái sở thích hay là chỉ là một cái sự đam mê bình thường. Mà nó là một cái nghề mình dùng nó để làm ra tiền, nuôi sống cho bản thân mình. Và nếu như có cơ hội thăng tiến nhiều hơn thì mình sẽ trang trải được cho gia đình của mình. Hay gần nhất là ba mẹ của mình. Thì thứ nhất là Khanh xin bảo vệ cái quan điểm mà Khanh đã chọn được, đó là xui. Lý do Khanh nói cái điều này là bởi vì sao? Bởi vì Khanh đã từng là trường hợp này. Nhưng ở thời điểm hiện tại Khanh không phải là một ca sĩ độc quyền nữa. Bạn nói là ca sĩ là một cái nghề, tôi thấy quan điểm này rất đúng đắn. Khi mà bạn đã nói là nghề thì tức là bạn cho rằng đấy là một con đường chuyên nghiệp, bạn phải đi. Và cái sự chuyên nghiệp này nó bao gồm rất nhiều yếu tố, không phải chỉ là giọng hát. Đúng rồi. Thế nhưng mà tôi lại thấy là bạn đã dứt áo ra đi khỏi công ty quản lý của mình. Tại sao vậy ạ? Ca sĩ là một cái nghề thì nghề nào nó cũng phải có chuyên môn. Vâng. Thì mới làm được chứ không phải là tự phát. Vâng. Cái tự phát thì nó sẽ không tồn tại lâu. Thì một ca sĩ dù bạn có được đào tạo chuyên môn bài bản bao nhiêu năm đi chăng nữa, nếu như không có một đường lối và một chiến lược bài bản và hẳn hoi rõ ràng thì con đường hoạt động của bạn sẽ không được mở rộng thị trường. Công ty quản lý của bạn có đưa ra cho bạn một cái chiến lược, một cái con đường dài hạn, một con đường có tầm nhìn để nâng tên tuổi của bạn lên như bạn nói không? Có. Và Khanh nghĩ là những công ty khác cũng như vậy. Khi mà lần đầu tiên Khanh bước chân vào công ty độc quyền của mình trước đây, Khanh cầm một cái tờ hợp đồng lên là hú hồn luôn. Bởi vì sao? Quá nhiều cái lợi nhuận nhận được. Ví dụ như là gì ạ? Một năm em sẽ ra cho anh 5 cái đĩa. Năm đúng đĩa. Đúng 2 năm em sẽ tổ chức live show kỷ niệm con đường ca hát. Wow, lại còn được có một bộ phim riêng nữa. Đúng chẳng rồi, hạn, có nghĩa là đúng không? Tất cả hay giống như là nhãn hàng tài trợ nữa. Đúng cũng rồi, sẽ đúng có rồi. Quyền lợi. Thế nhưng mà bạn thấy là có người nghệ sĩ nào mà làm được hết tất cả những cái hứa hẹn đó của công ty quản lý đưa ra không? Và tôi nghĩ là nếu như mà một năm ra năm album thì chắc là cái quá trình đào tạo không thể nào ngắn được. Kể cả chính mình tự làm mình cũng không thể làm được điều đó nữa. Vậy thì đó là điều vô lý. Những vô lý. Cái lời hứa hẹn của các công ty nếu như theo như bạn nói thì nó rất là hoang đường. Nếu như chúng ta đặt nghề nghiệp biểu diễn, nghề ca sĩ là một nghề thì chúng ta cũng nên dồn hết tâm huyết. Và không chỉ có tâm huyết còn là cả cái sự tỉnh táo vào nữa. Một người nghệ sĩ trẻ khi mà đặt chân vào một công ty quản lý được thề non hẹn biển rất là nhiều những điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta cũng thấy thực tế ở showbiz là có rất nhiều nghệ sĩ Việt sau khi rời khỏi công ty quản lý thì đã lên tiếng về những ấm ức mà họ phải chịu chẳng hạn. Đó là... Với bạn thì sao? Tại sao mà khi mà mình đã ở ngoài cái trường hợp đó rồi mình ngồi mình nhận xét lại thì mình mới thấy là vô lý quá, không làm được. Nếu không làm được biết là như vậy thì tại sao ngày xưa lại vô công ty? Đúng rồi. Bởi vì lúc đó mình còn trẻ. Lúc Khanh vào công ty thì mình nói thật lúc đó mình mới 18, 19 tuổi à. Thì cái sự trải nghiệm, những cái bài học mình chưa có nhiều.
thì tuổi trẻ mà bây giờ thấy những cái gì mà bày ra trước mắt rồi mắt vậy đó, đó thì ai nói gì cũng tin hoặc là hy vọng, nói là đúng rồi chắc là sẽ không có gì đâu. Đấy là một sự đổ lỗi cho tuổi trẻ, hay là bạn nghĩ là cứ nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ không có tên tuổi là bắt buộc là phải đi vào một công ty quản lý? Một ca sĩ mà như Khanh đã chia sẻ là để vào một công ty quản lý thì những cái gì mình làm nó sẽ khoa học hơn, nó chuyên nghiệp hơn, tại vì mình luôn luôn có một cái ekip phía sau hỗ trợ cho mình. Vậy có phải bạn đánh giá những người nghệ sĩ độc lập của showbiz Việt, đặc biệt là những người nghệ sĩ ở phía Bắc, là những người không chuyên nghiệp à? Không phải là như vậy, bởi vì mỗi một ca sĩ họ có một cái gu riêng. Và trong cái nghệ thuật này, Khanh luôn luôn khẳng định cái điều thứ nhất là duyên. Bởi vì khi mà cái gu của mình nó đã gặp duyên rồi, nó sẽ thậm chí nó tự bộc phát lên. Tại sao có một bài hát tự thu, tự hát, tự quay video, tự up lên mạng, bỗng chốc một buổi tối thức ngủ, sáng mai thức dậy rồi nổi tiếng rầm 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 rầm. Trong khi có những ca sĩ hát rất hay, công ty đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, sản phẩm ra ào ạt liên tục, mà 5-6 năm chờ gần cái chục năm vẫn không nổi. Vâng, nếu như vậy thì việc đi vào một công ty hẳn không phải là một cái công thức tiên quyết, nhất là trong thời điểm mà showbiz Việt với hoạt động quản lý của các công ty. Còn ở năm 2007 thì người ta dùng những từ ngữ như là chụp giật, tự phát. Còn ở thời kỳ 2016 thì là chúng tôi vẫn hy vọng vào một nền giải trí có các công ty quản lý đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng đến giờ vẫn chưa có. Tại vì thật sự không phải riêng ở Việt Nam mình, vâng, ở những cái nước bạn mà đã có về cái nền giải trí nó tân tiến, Khanh ví dụ thôi, ví dụ như Hàn Quốc, vân vân vân, thì cái mô hình mà công ty đào tạo ca sĩ nó đã có từ rất lâu rồi. Tôi thấy là một mô hình rất hay của thế giới, đấy là khi mà một người nghệ sĩ trẻ đã đủ vốn kiến thức cho mình, đã tích lũy đủ kinh nghiệm và cũng ở một cái trình độ là đang trên đường vươn tới một ngôi sao ấy, thì họ ký kết hợp đồng với các đơn vị gọi là agency, music agency, để mà hợp tác trong một cái khoảng thời gian ngắn hạn để làm các tour diễn này, để book các hợp đồng quảng cáo. Nhưng công ty đấy thì không liên quan gì đến việc là đào tạo. Tại vì cái trường hợp đó mình phải đặt mình ở Việt Nam. Vâng. Có nghĩa là không phải ca sĩ nào ở Việt Nam cũng được có một cái may mắn hợp tác theo kiểu như vậy. Bởi vì những cái công ty đó họ sẽ tìm đến những nghệ sĩ đã nổi tiếng rồi. Chính và xác. Có thể mang tới được cho họ những cái lợi nhuận trước mắt chắc chắn sẽ có. Thì họ mới quyết định hợp tác. Và với hai phần ngược xuôi này của chúng ta thì không biết là ai sẽ là người phải uống nước muối đây. Tuy nhiên thì với những chia sẻ mà rất là chân thành từ bạn và những ví dụ rất điển hình từ chính con người bạn, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ cốc nước muối này được không? Thôi nói giỡn thôi chứ bây giờ Linh uống không? Thôi Khanh uống hết. Không, Linh uống một nửa được mà. Lady Frost đi ha. Lại dành cho bạn ạ. Phải ngửi trước. Mình ngửi mình biết được mặn hay là nhạt liền. Mặn ngon, ngon. À ngon.